lòng ăn trái khổ qua, nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười. Ôi anh Huy ơi, anh Huy có chuyện gì mà em thấy anh suy tư về trái khổ qua quá vậy? Anh đang nghĩ là trái khổ qua rất là tốt cho sức khỏe của con người. Cái dây khổ qua, rễ khổ qua và lá khổ qua nấu tắm cho em bé rất là tốt. Và cái đó là trị những cái chứng sẩy trong người. Và trái khổ qua cũng rất là tốt, thanh nhiệt, giải độc. Nhưng mà tại sao lại có một số người lại không ăn khổ qua được? Đúng rồi anh Huy ơi, có những khán giả không thể nào ăn khổ qua được bởi vì vị đắng của trái khổ qua đó. Vậy thì chương trình món ngon mỗi ngày của mình hôm nay phải là một món ăn nào đó mà khắc chế được tính đắng của trái khổ qua này đi. Anh đồng ý ngay thôi. Bởi chính vì vậy nên anh cũng muốn chế biến làm sao cho khổ qua bớt đắng đi một chút xíu để mọi người cùng có thể thưởng thức một món ngon. Cụ thể là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ mời quý vị khán giả thân thương của chương trình món ngon mỗi ngày đến với món ăn nào nè. Trong chương trình hôm nay anh Huy sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như tất cả quý vị một món rất ngon có tên gọi là khổ qua kho sốt tương. Để chế biến món này chúng ta cần có khổ qua, một miếng đậu hũ màu dầu điều, ớt chuông, hai trái ớt hiểm, một nhánh hành pro, dừa tươi, tiêu, đường, nước tương Lisa và sốt tương Lisa. Bởi vì đây là đậu hũ trắng, do đó để món này được ngon thì Ngọc Hương lấy đậu hũ trắng này chúng ta đem chiên vàng trước khi kho ha. Dạ. Một phần là để chúng ta tiết kiệm thời gian, trong khi chiên đậu hũ thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị những nguyên liệu còn lại nữa. Đúng rồi. Mà anh Huy ơi, em thấy anh Huy tiết kiệm thiệt á. Khổ qua anh Huy mua có chút xíu vậy nè, người ta gọi là khổ qua đèo á. Đúng rồi, nhưng mà đây là ý đồ của anh đó Ngọc Hương à. Bởi vì sao chúng ta chọn khổ qua đèo? Khổ qua lớn đối với món này ăn vẫn được nhưng không ngon bằng. Khi mà chúng ta sử dụng khổ qua đèo để kho thì khi mà kho xong ăn sẽ dai và ngon hơn. Bây giờ Ngọc Hương sẽ chiên vàng miếng đậu hũ này cho anh. Dạ. Khổ qua anh sẽ sắc miếng vừa ăn. Đối với những trái khổ qua nhỏ chúng ta sắc làm 2 như thế là được rồi, hoặc là làm 3 như vậy là được nè Ngọc Hương. Dạ. Rất là đẹp phải không? Bây giờ hành pro này anh sẽ sắc nhỏ. Ớt chuông này anh sẽ cắt miếng. Vàng như vậy là được rồi đó Ngọc Hương à. Dạ. Đậu hũ này mình chiên xong mình tiếp tục làm như thế nào hả anh Huy? Đây, anh Huy sẽ cắt đậu hũ ra từng miếng nhỏ luôn. Dạ. Mình cắt vuông như vậy. Đúng rồi, anh cắt cỡ đều với cái khổ của khổ qua. Dạ. Để cho khổ qua bớt đắng, chúng ta cũng có thể lấy dì cay của ớt hiểm này kho chung vô chút xíu sẽ làm cho khổ qua bớt phần đắng đi một chút. Dạ. Đây, khi mà dầu nóng thì em cho hành pro vô. Dạ. Phi cho nó thơm lên. Khi hành pro thơm lên rồi, Ngọc Hương sẽ xào khổ qua này ha. Dạ. Sóc lên, anh Huy sóc chờ. Thơm quá anh Huy ơi. Chúng ta tiếp tục cho ớt Đà Lạt vô luôn nè. Dạ. Ớt chuông đỏ vô. Rồi, hai trái ớt hiểm và cả cái phần đậu hũ. Dạ. Để cho món này được đẹp hơn thì chúng ta kết hợp với dầu điều màu. Đầy đủ màu sắc luôn, màu xanh, màu đỏ. Nêm nếm đường nè. Đường. Chúng ta cho sốt tương Lisa vô. Dạ. Để cho thấm gia vị. Cho nước tương Lisa. Tiếp theo Huy cho nước dừa tươi vô. Như vậy tươi. Là căn bản món này đã xong. Chúng ta sẽ giảm nhỏ lửa lên một chút xíu đi nha em. Dạ. Để cho gia vị từ từ thấm vô khổ qua này. Anh Huy ơi, món kho này mình không có đậy nắp ha anh Huy? Đúng rồi, tốt nhất là Ngọc Hương đừng nên đậy nắp. Khi mà chúng ta mở nắp như thế này thì lâu lâu chúng ta trở đều và đảo làm cho đậu hũ không bị bể nát nè. Dạ. Và khi kho mà không đậy nắp thì khổ qua sẽ dai và ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ra dĩa. Và hôm nay trong phần thử món ăn của Ngọc Hương, anh Huy có chuẩn bị sẵn cho em một chén cơm luôn. Hàng hơi anh Huy, bây giờ em tắt lửa nha. Bởi vì ở đây là món kho, do đó cái vị anh kho hơi đậm đà một chút xíu. Chúng ta ăn kết hợp với cơm thì thích hợp. Nước tương Lisa, một chút xíu ớt anh cũng để sẵn. Màu đây, sắc thì em thấy màu rất là thấm đúng không? Đây, một chút xíu nước sốt lên trên.
đây là chén cơm của em, anh đã chuẩn bị sẵn. Ngọc Hương thưởng thức thử coi món kho này như thế nào nè. Cảm ơn Huy nha. Em phải ăn với một miếng khổ qua kho. Anh thấy Ngọc Hương nhai là thấy có độ dai của khổ qua rồi đó. Đúng rồi, có độ dai của khổ qua. Mà tất cả các gia vị thấm đều vào trong miếng khổ qua. Mà đặc biệt á, vô cùng đặc biệt, không hề đắng tí nào luôn đó anh Huy. Quý vị khán giả thân mến, như quý vị đã vừa theo dõi, đầu bếp Thanh Huy trong ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta món khổ qua kho sốt tương. Hương vị á thì giảm bớt đi độ đắng của trái khổ qua rất nhiều, mà lại ngon, ăn với cơm thì thật là tuyệt vời. Vì vậy, Ngọc Hương nghĩ là trong ngày hôm nay quý vị sẽ vào bếp và trổ tài món này để mời những người thân yêu trong gia đình thưởng thức, đúng không thưa quý vị khán giả? Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hãy đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình Món Ngon mỗi ngày một phong phú và tốt hơn để phục vụ cho quý vị. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Xin chào và hẹn gặp lại.